Hello các bạn, thì đôi khi các bạn sẽ thấy là hai cái frame nó có cùng giá trị với nhau nhé. Bạn nhìn nhé, quan sát bên trên nó bốc nhé, trên lay của nó này và cái frame này ha, giá trị y chang nhau luôn. Đôi khi các bạn sẽ thấy là hai cái frame có cùng giá trị với nhau, nhưng mà khi các bạn bấm play ấy, cho nó chạy ấy, thì các bạn sẽ thấy cái vật nó chuyển động đó. Tại sao vậy? Tại vì ở trong Raptor ấy, các bạn mở Raptor đấy, các bạn sẽ thấy này, cái đoạn mà nó bị di chuyển đó là cái ví dụ chân x đúng không, này ở đây chân x này, nó di chuyển theo chân x, nó trượt qua trượt lại này, thì nó bị bẻ cong đây, cái đường curve bị bẻ cong, bạn thấy không? Đó đó là lý do mặc dù cái frame này và frame này nó cùng giá trị với nhau nhưng mà vật nó vẫn có chuyển động. Cho nên là gặp cái tình huống này thì các bạn quét cái đoạn mà nó bị uốn cong đó, rồi các bạn bấm vô cái chữ A này, chữ A auto này này, đó, để trả nó về giá trị đúng, trả nó về giá trị đúng rồi thì nó sẽ không bị trượt nữa. Đó là lý do tại sao mà khi mà các bạn diễn những cái bài mà diễn có người ấy, diễn người ấy nha, nhân vật người hoặc là nhân vật động vật đấy, thì mình luôn luôn nói với các bạn là sau khi làm xong bài ấy, quét tất cả control của nhân vật, sau đó vô cái tab Wrap Editor này ha, và bấm vào cái này để nó tự động đưa tất cả những cái curve mà bị cái dạng uốn cong như thế này này. Nhiều khi nó uốn cong này đâu phải do mục đích của người làm đâu, mà nó do máy máy tính máy ra nó tự tính à, nó tự uốn cong đó. Thì khi bạn diễn xong, các bạn bấm vào chữ A này để tự động đưa tất cả những cái curve mà bị uốn cong như thế này về trạng thái bình thường. Đối với những bài mà diễn người nhiều control nha, và diễn những nhân vật nhiều control đấy, động vật này kia, quái vật này kia, tức là những nhân vật, diễn nhân vật nói chung nhiều control đấy, thì sau khi diễn xong các bạn quét tất cả những control, các bạn bấm vào cái chữ này để cho nó trả tất cả những cái curve bị cong về thành mặc định ha. Còn đối với những dạng bài như trái banh thì chúng ta không cần, tại vì bài trái banh của chúng ta sẽ có một cái trục, cái chân này y của chúng ta sẽ bẻ thẳng như thế này, thì chúng ta không cần phải bấm vào chữ A làm chi cả, tại vì chúng ta sẽ cần phải có những cái đoạn va đập mà chúng ta bẻ thẳng như thế này, các bạn nhớ không? Đó là bài trái banh á, thì chúng ta không cần ha. Nhưng mà đối với những dạng bài mà nhân vật tùm lum control, diễn nhân vật đấy, thì chúng ta nên làm như vậy, nên quét tất cả control rồi sau đó bấm vào auto một lần, sau khi bài làm xong bài rồi bấm một lần, để tránh những cái lỗi mà cái tay và cái chân nó cùng số frame, cùng nó cùng thông số với nhau, hai frame liền nhau cùng thông số với nhau mà chân và tay nó cứ bị trượt qua trượt lại. Đó chính là nguyên nhân, chính là vì cái trong đấy nó chứa những cái đường curve bị uốn cong tự động ha. Rồi, đây chính là một kinh nghiệm mà mình chia sẻ với các bạn, để các bạn gặp cái vấn đề tương tự thì các bạn biết cách giải quyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu hỏi tiếp theo. Bye bye.